Em xin mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Khéo Nghĩa nha. Thì hiện tại nè, em cũng đang có mặt tại huyện Thạnh Hóa thuộc tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một sản phẩm với diện tích là 15.000 m², tất nhiên là một hộ gửi đất nha anh chị. Thì lô đất của mình á, trong đó có là 400 m² là đất thổ cư, còn lại là đất lúa nha anh chị. Thì lô đất của mình sở hữu mặt tiền cũng khá là lớn luôn, thì mặt tiền mình nó tiếp theo quốc lộ 62 là được 80 m, chạy sâu vô là 195 m nha quý chị, còn hậu ngang là 80, đất mình hình chữ nhật rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Lô đất của mình thì bao gồm là có 4 sổ nha quý chị, thì quý chị mình muốn có mua công chứng liền tay là đều được luôn nha. Và trên mảnh đất mình á, thì chủ có sang lắp một cái nền cũng khá là lớn luôn, nên thích hợp cho cô chú anh chị mình về mình lập vườn rồi mình xây cất nhà ở rồi mình buôn bán luôn, khá là hợp lý luôn anh chị ơi, xe chạy dập dìu luôn. Thì cái hướng này là mình về ngay thành phố nè, đi Tân An nè, là mình đi về ngay cái hướng này nha quý anh chị. Còn cái hướng mình đi ngược lại á, là mình đi về miền Tây nè, như là mình đi Kiến Tường, An Giang, Đồng Tháp là đều được nha quý anh chị. Thì đây là trên mảnh đất mình, thì chủ có san lấp một cái nền rất là lớn luôn quý anh chị. Cao là muốn bằng lộ luôn cô chú anh chị ơi, bằng lộ luôn, một cái nền rất là lớn luôn. Thì cái lô thổ này là đang ngay chỗ em đang đứng nè, 400 m² thổ cư. Thì phần đất này thì chỗ em cần bán với mức giá là 28 tỷ là giá hết đất nha quý anh chị. Thì giá cả mình sẽ xem đất thực tế và gặp ngay chính chủ và mình thương lượng nhau trực tiếp ngay chính chủ nha quý anh chị. Và khi quý anh chị mình mua lô đất này cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ để chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về mọi mặt pháp lý khi quý anh chị mình có yêu cầu nha. Và quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết về lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chính chủ luôn ạ. Và em cũng xin chào cô chú anh chị mình ạ.